chuẩn bị đến châu nhà. Ngươi vào đây bằng cách nào? Mặc kệ ta vào đây bằng cách nào, ta tới trước ngươi một bước rồi. Ngươi muốn làm gì? Hả? Cũng gần 3 năm rồi, ngươi vẫn chưa biết thông thường ta làm gì sao? Lý Khôn kêu ngươi đến à? Bản thân ta không xen vào chuyện của các ngươi đâu. Nghiêm Đông à, ngươi nghe ta nói, chỉ cần ta giao chứng cứ cho Bao đại nhân, Lý Khôn nhất định sẽ bị xử tử. Đến lúc đó, giao kèo giúp ngươi với ông ta có thể hủy bỏ rồi, ngươi cũng được tự do rồi. Sau khi giết ngươi, ta còn một người phải giết nữa, không cần phải đợi lâu lắm đâu. Nghiêm Đông, Nghiêm gia Liêu Đông không bao giờ thất tín. Mời ghé xem đi, trái cây tươi đi. Ghé vô, đậu hũ ghé tươi, đậu xem hũ chiên. Trái cây tươi đi. Trời, lông gà. Đại nhân, thuộc hạ nhất thời sơ sót, không ngờ Nghiêm Đông đã đợi tiêu tán ở trong tiền trang, không thể bảo vệ tính mạng cho hắn được. Không thể trách Triển Hộ Vệ, tại vì Lý Khôn đã có động cơ giết Điều Tang. Đại nhân, mời xem. Cái này tìm được ở tiền trang sao? Rất chỉnh tề, được để trên thi thể của Điêu Tán. Chẳng lẽ hắn có ý cho chúng ta biết sao? Nghiêm Đông đã giết Điêu Tán, còn để lại chứng cứ của Lý Khôn, chuyện này là sao chứ? Chuyện này khiến người ta khó hiểu. Lúc nào hắn cũng đang giúp Lý Khôn, tại sao hắn lại để chứng cứ quan trọng như vậy cho chúng ta? Chẳng lẽ hắn muốn đại nhân bắt Lý Khôn sao? Dụng y có lẽ nằm. Có thể xuất phát. Dạ. Bao đại nhân cẩn thận. Khoan đã. Nghiêm Đông, ngươi dám hành thích Bao đại nhân sao? Nghiêm Đông, ta và Triển Dân chọn lấy một người cũng có thể ngăn cản ngươi. Nếu bọn ta liên kết lại, ngươi càng không có cơ hội đâu. Dùng đao thứ ba của ngươi đi, để cho người trong thiên hạ thấy hậu nhân của Nghiêm Tam Đầu hành thích Bao đại nhân như thế nào đây. Đại ca, ngươi nhất định phải đuổi theo ta. Tất nhiên, nếu ngươi muốn bỏ rơi ta, ta phải sử dụng tuyệt chiêu của ngươi. Đừng ép ta,
chúng ta không cần liều sống chết với nhau. Ngươi muốn hành thích Bao đại nhân, ta phải bảo vệ Bao đại nhân. Chỉ cần lập trường không thay đổi, chúng ta cần phải liều sống chết với nhau. Được, ta muốn cùng với Nam Hiệp triển chiêu so tài cao thấp. Thì ra đây mới là đao thứ ba của ngươi. Không sai. Hèn chi xưa nay không ai nhìn thấy đao thứ ba này. Nếu ngươi dùng trường kiếm đâm ta, thì tay trái của ta sẽ bị phế. Đoạn đao của ngươi cũng có thể cho ta chết ngay tại chỗ. Nếu ngươi đâm ta bị thương, thì con dao của ta cũng chưa hẳn lấy được mạng ngươi. Tại sao ngươi dừng lại không đâm? Nghiêm gia Liêu Đông quy trấn giang hồ, nổi tiếng với chuyện tạo phước ở địa phương. Ta không muốn mất thanh đao như ngươi. Tại sao không giết ta? Chỉ có kiếm khách thật sự mới kiếm hạ lưu tình. Tại vì ngươi kiếm hạ lưu tình nên con dao này cũng không muốn giết ngươi. Sao đại ca vẫn chưa về? Không thể đợi nữa, lập tức xuất phát. Dạ. Ba năm trước, Liêu Đông gặp phải hàng hán xưa nay chưa từng có. 10 vạn ba tánh trở thành nạn nhân. Cha ta đã dùng hết tài sản Nghiêm gia Liêu Đông để cứu tế, cũng không thấm vào đâu. Trong lúc này, Lý Khôn đã xuất hiện. Hắn chủ động tới gặp cha ngươi sao? Đúng vậy. Hắn đồng ý bỏ ra 30 vạn quan tiếp tế, nhưng lại đưa ra một điều kiện rất hà khắc. Điều kiện gì? Nghiêm gia Liêu Đông phải bảo đảm an toàn tính mạng cho hắn trong 3 năm, hoặc là thay mặt hắn giết 10 người hắn chỉ định. Cái gì? Hết 3 năm, hoặc là giết chết 10 người cho hắn. Giao kèo giữa bọn ta lập tức kết thúc. Rõ ràng là hắn muốn hại Nghiêm gia các ngươi. Tại sao cha ngươi lại hứa với hắn chứ? Vì 10 vạn ba tánh, cha ta biết rõ tiếp tay cho kẻ ác cũng chỉ còn cách nhịn nhục đồng ý. Chính vì vậy, ta mới đi theo Lý Khôn. Đó là chuyện 3 năm trước. Còn bây giờ? Còn lại 3 tháng và người cuối cùng. Hắn chỉ định ngươi giết Bao đại nhân sao? Không sai. Nghiêm gia Liêu Đông lời hứa ngàn vàng, quyết không nuốt lời. Nhưng hành vi của Lý Khôn, ai nấy đều muốn trừng trị. Ta biết, cho nên ta mới để lại sổ sách và khuôn đúc. Bao đại nhân suy nghĩ không sai. Ông ấy nhận thấy nhất định có nguyên nhân. Dưới tình huống không làm trái giao kèo giữa ta và Lý Khôn, đây là cách làm duy nhất. Nhưng bây giờ ngươi không giết được Bao đại nhân, làm sao ngươi đối phó với hắn đây? Đó là chuyện của ta.
Ta nói rồi, ta quyết không để Nghiêm gia mất mặt. Rút vô, rút vô, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên đi, đóng cửa lại đi. Đại nhân. Đại ca. Ngươi về rồi, Nghiêm Đông đâu? Hắn về trước rồi, có lẽ đã vào phủ. Ngươi, ngươi không giết được Bao Chỉ. Triển Chiêu với Triển Vân liên kết lại, ta không giết được ông ấy. Đây là lời hứa của Nghiêm gia Liêu Đông các ngươi dành cho ta. Nghiêm gia Liêu Đông chưa từng nuốt lời. Đánh không lại tức là đánh không lại. Không giết được ông ấy không có nghĩa là bọn ta không thực hiện lời hứa. Ngươi định thực hiện thế nào? Ta có thể đưa ông rời khỏi Đăng Châu. Làm như vậy không hề trái với giao kèo. Ngươi, nếu ông không chịu rời khỏi Đăng Châu, ta chỉ còn cách liều với họ. Nhưng mà ta có thể khẳng định, ta sẽ chết dưới tay họ. Một khi ta chết, giao kèo giữa chúng ta cũng sẽ kết thúc. Nhưng mà nếu họ còn muốn bắt ông, không ai cứu được ông nữa. Được, chúng ta đi. Trương Long Triệu Hổ. Dạ. Dạ. Xông vào phủ, bắt Lý Khôn quy án. Dạ. Dạ. Đi. Triển Dân, chúng ta lên. Khoan đã. Bốn phủ cùng đi với hai người. Đại nhân, Nghiêm Đông cũng đã phạm tội giết người, hắn cũng nằm trong danh sách. Dạ. Lý Khô, theo quốc pháp, bốn phủ phải bắt người quy án. Người chính là Nghiêm Đông. Đúng vậy. Ngươi đã giết Đoàn Ngũ Điêu Tan, cũng nằm trong số người bổn phụ muôn bắt. Giết người đền mạng, Nghiêm Đông không có gì để nói. Nhưng mà xin Bao đại nhân cho tiểu nhân được nói rõ mọi chuyện, sau đó bắt tiểu nhân cũng chưa muộn. Ngươi nói đi. Nghiêm gia Liêu Đông đã có giao kèo với Lý Khôn, Nghiêm Đông không thể không giữ lời. Trong 3 năm qua, Lý Khôn gây nhiều tội ác. Nghiêm Đông, ngươi đừng quên lời hứa của Nghiêm gia. Ta không hài lòng về hành vi của ngươi, nhưng ta không làm trái giao kèo giữa chúng ta. Nếu không phải vì giao kèo của Nghiêm gia Liêu Đông, không cần để Bao đại nhân bắt hắn, tiểu nhân đã giết hắn lâu rồi. Nghiêm Đông, ngươi ông yên tâm, Nghiêm Đông nói là sẽ giữ lời. Nhưng mà nếu bây giờ có người muốn giết ông, ai muốn giết ta thì cứ giết người đó đi. Ta còn nợ một mạng sống. Bây giờ ta sẽ thực hiện theo yêu cầu của ông. Sau khi giết xong, giao kèo giữa ta với ông lập tức kết thúc. Nhưng mà người muốn giết Lý Khôn không phải chỉ có mình Triển Chiêu. Ngươi nói cái gì? Con cháu đệ thứ nhất của Nghiêm Tam Đao, thế gia trên giang hồ Nghiêm Đông,
sẽ giết Lý Khôn trừ hại cho dân. Nghiêm Đông, ngươi đã nói Nghiêm gia Liêu Đông đã nói là giữ lời mà, ngươi không được giết ta. Lý Khôn, bất kể giết ai, Nghiêm gia Liêu Đông cũng chưa có thể giết người cuối cùng cho ngươi. Ta nói rồi, ta sẽ không để cho Nghiêm gia mất mặt. Lát nữa Bảo đại nhân sẽ thăng đường xét xử hai người họ. Chuẩn bị đi. Dạ. Dạ. Này hai vị đại nhân, xin hai vị dừng bước. Chuyện gì vậy? Tiểu nhân có một chuyện muốn hỏi thăm hai vị đại nhân. Người muốn hỏi gì? Sắp chết tới nơi rồi, có phải muốn để lại di ngôn không? Trình Nguyên, người muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tiểu nhân muốn hỏi, có phải bàn Thái Sư đã đến Đăng Châu rồi không? Bàn Thái Sư à? Ông ấy tới đây làm gì? Ta biết bàn Thái Sư là cậu của ngươi, nhưng mà hôm nay dù ai có đến đây kết quả cũng vậy. Ngươi bỏ ý định này đi. Ta còn có thể nói cho ngươi biết, ông ấy không đến Đăng Châu. Đại nhân, tại sao bàn Thái Sư ở tới Đăng Châu kia? Vì trước đây ta đã cho người đưa thư hàm đến cho ông ấy, chính là sợ Bao đại nhân khai đao với ta đó. Nhưng bây giờ ta đang lo lắng ông ấy sẽ không nhận được. Không đâu, không chừng ông ấy tới liền giờ. Mong sao được như vậy, muốn toàn mạng chỉ có nhờ ông ấy mà thôi. Anh à, đại nhân, nếu như bằng Thái Sư mà tới kịp á, ông nhất định cứu thuộc hạ luôn nghe. Công Tôn tiên sinh, vật chứng lời khai trong vụ án chuẩn bị xong hết chưa? Đại nhân, học trò đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng mà trước khi thăng đường, học trò còn có một chuyện muốn bẩm báo với Bao đại nhân. Nói đi. Trong sổ sách của Tiền Trang Tư Hải, ngoài tài khoản của quan viên Đăng Châu ra, còn có một người khác. Người đó là ai? Đều là quan cao của triều đình, ít ra có đến mười mấy người. Có chuyện này sao? Đúng vậy. Đại nhân, vì lúc đó có mặt đường đại nhân, học trò không tiện đề cập. Tiên sinh xử lý không sai. Nếu chuyện này để lộ ra ngoài, người nghe sẽ kinh hồn. Thảo nào tình hình Đăng Châu, kinh thành không hề hay biết. Thì ra là có những quan viên đã nhận hối lộ này ngăn cản. Vậy đại nhân định xử trí như thế nào? Sau khi xong việc, lập tức hồi kinh.
Nhưng trước lúc đó nên nhớ không được để lộ chút tin tức nào ra ngoài. Dạ, học trò hiểu rồi. Bẩm báo đại nhân, bàn thái sư tới. Tại sao ông ta đến đây? Đại nhân, chẳng lẽ ông ấy đã nhận được thông báo của Trình Nguyên? Cũng có khả năng. Đại nhân, hay là tạm thời đừng gặp ông ấy. Sau khi thăng đường định tội xong thì... Bảo đại nhân, bảo đại nhân, tại sao không gặp lão phu? Thái sư lại đến Đăng Châu, chẳng hay có công việc gì không? Ta cố tình tới đây thông báo cho bảo đại nhân tạm thời đừng trị tội Trình Nguyên. Tại sao không được? Hoàng thượng đã hạ chỉ muốn bảo đại nhân đừng thẩm lý vụ án này. Tại sao như vậy? Bảo đại nhân, đại nhân tuân chỉ là được rồi, không cần hỏi nhiều. Giam hỏi thái sư, thánh chỉ đâu? Nay mai sẽ đến. Thái sư, nói không bằng chứng, làm sao bổn phủ tin được? Lão phu tin chắc thánh chỉ sẽ đến ngay. Trước lúc này, bao đại nhân không được xét hỏi Trình Nguyên. Mọi chuyện sau khi hội kinh hãy nói đi. Thái sư, nếu thánh chỉ chưa đến, dựa vào đâu bổn phủ không được trị tội Trình Nguyên? Trình Nguyên đã phạm vào tội tử, làm sao bổn phủ tha? Ông, chẳng lẽ dựa vào lời nói của thái sư mà bổn phủ không màng đến quốc pháp sao chứ? Thái sư thân là hoàng thất, lẽ ra nên ở lại kinh thành, tại sao thái sư lại đến Đăng Châu, đến để làm gì? Bảo đại nhân, Trình Nguyên là cháu ruột của lão sư. Vậy thì đã sao? Nó cũng là biểu ca ruột của bàn quý phi nương nương Thiên Tuế. Thái sư, bổn phủ chỉ biết Trình Nguyên có phải phạm quốc pháp hay không. Còn về hắn là gia quyến của ai, có ai chống lưng, bổn phủ không cần biết đến. Bảo đại nhân, chẳng lẽ đại nhân không nể mặt ai à? Thái sư, nói đến nể mặt, những người đã mất mạng vì chuyện xem thường dương pháp của Trình Nguyên, họ phải nói chuyện nể mặt với ai đây? Bảo chuẩn, ông kháng chỉ bất tuân. Trước khi thanh chỉ đến, bổn phủ làm gì kháng chỉ? Ông, được, ta sẽ lên công đường của ông để xem ông có dám giết Trình Nguyên trước mặt lão phu hay không. Bổn phủ phụng chỉ xử án, sao lại không dám? Nếu thái sư dám nhiễu loạn công đường, đừng trách bổn phủ trị cả tội thái sư. Dương Triều Mã Hán. Dạ. Mời thái sư ra khỏi châu nhà, không được nhiễu loạn công đường xét hỏi. Nếu như không nghe, cứ việc thẳng tay bắt người. Dạ. Ngươi, bảo chuẩn, ngươi truyền lệnh thăng đường. Dạ. Giải phạm nhân Trình Nguyên Chu Cương. Giải phạm nhân Trình Nguyên Chu Cương lên công đường. Quỳ xuống. Chu Cương. Dạ. Người thân là bộ đầu Đăng Châu, được triều đình phái đến làm người chấp pháp địa phương. Người là tri pháp phạm pháp, trợ giúp Trình Nguyên, xem thường dương pháp, hiếp đáp dân lành. Người biết tội chưa? Bẩm báo đại nhân, Trình Nguyên là cấp trên của thuộc hạ, mệnh lệnh của ổng thuộc hạ đâu có dám không nghe. Dù là như vậy, người biết rõ mệnh lệnh của hắn trái quốc pháp, người nên kiên quyết từ chối hoặc là tố giác theo pháp luật. Nhưng ngươi lại cao mượn oai hùm, cá mè một lứa, trở thành tông phạm. Ngươi còn dám xảo biện. Thuộc hạ biết lỗi rồi.
xin đại nhân khoan hồng xử nhẹ. Nể tình ngươi là tòng phạm, nhưng vẫn chưa phạm tội giết người. Tuy không trọt trách nhiệm, nhưng chưa từng nhận hối lộ. Bổn phụ sẽ tha mạng cho ngươi. Tạ ơn không giết của đại nhân. Tội chết tha được, tội sống khó thoát. Bổn phụ chiếu theo luật đại tông, phan người 10 năm tù giam, kim phục dịch lao ngục. Ngươi phải bị hối cải, tự liệu lấy đi. Dạ. Người đâu? Dạ. Giải Chu Cương ra ngoài công đường, đưa vào nhà lao. Dạ. Đi. Trình Nguyên. Có phạm quan. Người thân là trưởng giả một châu, phụ mẫu địa phương, không biết góp sức cho triều đình, yêu thương ba tánh, lại còn ỷ vào quyền thế, làm chuyện sai quay, bịa đặt danh mục, thu thêm sưu thuế, cấu kết gian thương, mưu cầu lợi riêng, dùng công cụ triều đình, làm chuyện riêng tư, xem ba tánh đăng châu như cừu non chờ chết. Người không biết liêm sĩ, người thần căm phẫn, xem thường dương pháp, tội không thể tha. Phạm quan biết tội rồi, nhưng bào đại nhân à, phạm quan tội không đáng chết mà. Câm miệng. Chính vì sự tham lam của người, đã có bao nhiêu ba tánh lưu ly thất sở, đánh mất tính mạng. Thông phan tiền nhiệm Lục Hân, quan viên nghỉ hưu Từ Khiêm, không biết còn bao nhiêu người vô tội vì chuyện người cấu kết Ly Khôn mà phải bị sát hại. Ngươi còn nói tội không đáng chết. Phạm quan xin bao đại nhân tha mạng. Bao đại nhân. Dưới đường nghe phan. Tri Châu Đăng Châu Trình Nguyên xem thường dương pháp, không tròn trách nhiệm, cấu kết Ly Khôn, mưu đồ sát nhân, bổn phủ phụng chỉ đại thiên tuần thu, theo luật lệ đại tông, xử ngươi tội trảm. Bao đại nhân, bao đại nhân tha mạng. Bao đại nhân. Người đâu? Dạ. Chuẩn bị hô đầu đao. Dạ. Dạ. Bao đại nhân, bao đại nhân tha mạng đi. Bao đại nhân. Bao đại nhân, hạ quan không dám nữa đâu. Bao đại nhân à, bao đại nhân tha mạng đi. Bao đại nhân. Bao đại nhân. Bao đại nhân, hãy tha mạng đi. Khai đao. Bao chứng, ta thề không đổi trời chung với ngươi. Truyền Lý Khôn, giải phạm nhân Lý Khôn lên công đường. Ly Khôn, người câu kết hối lộ Trình Nguyên, mưu cầu lợi ích phi pháp, xài khiên sát hại nhiều mạng người, đúc tạo tiền giả, nhiễu loạn tề chế. Bây giờ, tội trạng rõ ràng, chứng cứ rành rành, ngươi còn gì để nói? Ta chỉ là thương nhân, còn chuyện mua bán mạng người có người khác làm. Hôm nay, nếu như đã bị bao đại nhân bắt giữ, ta cũng không có gì để nói. Ngươi cũng nhanh gọn lắm. Nhưng mà, bao đại nhân, tiền trang Tư Hải có 108 phần trang, phần bô cả nước.
Nếu như giết ta, thị trường tiền tệ nhất định sẽ bị xáo trộn. Chẳng hay Bao đại nhân định thu xếp như thế nào đây? Ngươi đừng tưởng là như vậy thì có thể may mắn sống sót. Triều đình sẽ có chính sách chỉnh đốn tài chính. Bổn phủ sẽ bẩm báo lên triều đình để giao Tự Phố tiếp quản tiền trang Tứ Hải. Sau khi xét lại tình hình tiền tệ, sẽ lần lượt bàn giao lại. Ác sẽ chuyển giao ổn định vượt qua, hoàn toàn không khiến ba tình bất an. Ta quên, Bao đại nhân từng đảm nhiệm chức Tam Tư Sứ. Người biết thì tốt. Bao đại nhân, đại nhân có biết trong triều có bao nhiêu người đã nhận tiền hối lộ của ta hay không vậy? Bộ phủ sẽ tiến hành điều tra, truy tố theo quốc pháp. Bọn người này chỉ biết nhận lợi ích của ta, nhưng mà không thể cứu ta được. Ta tuyệt đối không để họ yên thân. Bao đại nhân, nếu như để bọn họ đứng ngoài chuyện này, ta có chết thì cũng không phục. Bổn phủ cũng không để cho họ tiêu diêu tự tại. Dưới đường nghe phán. Lý Khôn, ngươi thân là thương nhân, lẽ ra nên lấy vốn làm lợi, kinh doanh đàng hoàng. Nhưng vì lợi ích to lớn, ngươi không màng đi nước cờ hiểm, thách thức luật pháp. Bổn phủ nếu không trị tội ngươi theo dương pháp, làm sao có thể răn đe thương nhân thiên hạ? Bổn phủ chiêu theo luật Đại Tông, xử ngươi trảm thủ. Mượn chuyện này đánh thức thiên hạ, răn đe kẻ khác. Người đâu? Dạ. Cấu đầu đao chuẩn bị. Dạ. Dạ. Tham! Mọi chuyện cũng đã xong rồi, vụ án đã kết thúc. Đáng tiếc cho Nghiêm Đông. Thật ra hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách chọn con đường tự sát thôi. Nhưng cái chết của hắn dù sao cũng cứu được danh tiếng của Nghiêm gia. Đại ca, muội hỏi quên điều này được không? Muội nói đi. Đao thứ ba của hắn huynh đã thua. Nếu chúng ta liên kết thì sao? Tiếc là muội không bao giờ có cơ hội chứng minh rồi. Có một số sự việc không bao giờ biết thì tốt hơn. Bao đại nhân đã trừ được mối họa lớn của bá tánh Đàng Châu. Ở đây lão phu xin thay mặt tất cả bá tánh đa tạ Bao đại nhân. Bổ phủ phụng chỉ Đại Thiên Tuần Phủ, trừng trị tham quan ô lại, diệt trừ gian thương ác bá đều nằm trong chức trách. Làm sao dám nhận tiên cảm ơn của các vị đại nhân? Bao đại nhân người khiêm tốn quá rồi. Tuy Trình Nguyên đã phục pháp, nhưng còn rất nhiều châu vụ cần phải giải quyết. Đường đại nhân tuổi trẻ nông cạn, chưa đủ kinh nghiệm. Mong các vị đại nhân giúp đỡ thêm, để châu phủ Đăng Châu sớm ngày bước vào quỹ đạo chính quy. Làm phiền các vị tiền bối.
Không dám, nhưng bọn ta tuổi cũng đã cao rồi. Nếu như có điều gì làm không tốt, mong Bao đại nhân và Đường đại nhân hãy thông cảm. Không, Đỗ đại nhân nói vậy là sai. Cái gọi là tuổi tác đã cao chẳng qua là thể lực tinh thần không bằng người trẻ, nhưng những điều từng trải lại không thua kém đời sau. Chỉ có các tiền bối đã từng ra công góp sức cho triều đình, đồng thời còn là ý niệm tuy đã nghỉ nhưng chưa hưu, tiếp tục công hiến công sức. Đây mới là may mắn của triều đình, đại phúc của ba tánh. Đúng vậy. Bây giờ đã pha được các vụ án, ngày mai bổn phủ sẽ khởi hành hồi kinh. Bổn phủ không thể lần lượt từ biệt với các vị đại nhân nữa. Lão phu cũng kính bảo đại nhân. Khai bẩm đại nhân, cái này là thẻ bài chữ vàng trên kinh thành phải người để đến đây. Đại nhân, chẳng lẽ lời nói của bằng thái sư là thật sao? Thanh chỉ đúng là không cho đại nhân xét xử Trình Nguyên. Làm sao bây giờ? Trình Nguyên đã bị xử tử rồi, bây giờ thanh chỉ mới đến. Đại nhân định giao phó với thánh thượng như thế nào? Không sao, thật ra bổn phủ đã định hồi kinh, lần lượt tìm ra những quan viên đã nhận tiền hối lộ của Ly Khôn. Bây giờ chỉ là phải xuất phát sớm hơn thôi. Sáng sớm mai xuất phát. Dạ. Sau ngày mai, Đăng Châu thành này sẽ trông cậy ở bản thân của người. Dạ, học trò sẽ làm hết sức mình. Bổn phủ cũng sẽ mau chóng bẩm báo triều đình, phái Tri Châu tân nhiệm đến đây. Ngươi cũng phải chiêu theo quy chế thông phán, ghi lại những gì đã xảy ra ở đây trong thời gian qua, không để sót chuyện gì, trình tấu lên hoàng thượng. Luôn tiện bổn phủ mang về kinh. Học trò sẽ viết lại ngay đêm nay. Chẳng qua là mấy ngày, nhưng lại trải qua rất nhiều sự việc và biên cố. Học trò cũng học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ ân sư. Phàm chuyện gì cũng có thay đổi, luôn tùy cơ ứng biến, đồng thời còn phải có tâm lòng chi công vô tư, đi đến đâu cũng có thể làm tốt mọi việc. Học trò ghi nhớ lời dạy của ân sư. Ngày mai đại nhân phải lên đường rồi, hay là nghỉ ngơi cho sớm để có đủ tinh thần đi. Được rồi, mọi người hãy trò chuyện, bổn phủ về phòng nghỉ ngơi. Học trò cung tiễn ân sư. Sao không thấy Triển Dân vậy? Cô ấy nhờ ta trả lời. Sau khi Đường đại nhân trò chuyện với Bao đại nhân xong, ra qua viên gặp nhau. Dạ. Đi đi, nó muốn từ biệt đại nhân. Vậy tại hạ sẽ đi ngay. Không biết là Triển Dân là dở trò gì nữa. Không có gì, giống như Triển hộ vệ đã nói, cô ấy từ biệt Đường Chân mà thôi.
Triển Dân. Huynh nói chuyện với Bao đại nhân rồi sao? Đúng. Ngày mai muội phải đi rồi. Ta biết. Có lẽ từ nay về sau chúng ta không còn cơ hội gặp nhau nữa. Vậy thì chưa chắc. Nếu Bao đại nhân muốn tham gia hỷ yến của huynh, nói không chừng muội cũng sẽ đến. Huynh thấy được không? Triển Dân, huynh đừng lo lắng cho muội. Muội đã nói xem huynh như bằng hữu mà. Cảm ơn cô nương. Nếu cô nương thật sự đến đây, ta nghĩ ta sẽ rất vui. Thật ra lúc nào muội cũng rất hiếu kỳ. Nếu như huynh chưa có hôn ước, nếu như ta chưa có hôn ước, thì ta đã bày tỏ với cô nương trước khi cô nương bày tỏ với ta. Bây giờ đến lượt muội cảm ơn huynh rồi. Chuyện mai mối của cha mẹ, tuy những lễ nghi này từ xưa đã có rồi, nhưng vẫn chưa hợp thành người. Tiếc là chúng ta đang ở trong hoàn cảnh như vậy, chỉ còn cách cam chịu số phận. Hy vọng sau này mỗi một đôi nam nữ đều có thể tùy ý lựa chọn, sống đến trọn đời với người mình mong muốn. Vậy thì so với chúng ta, họ may mắn hơn nhiều rồi, đúng không? Ân sư, học trò cung chúc ân sư trên đường hồi kinh thuận buồm xuôi gió. Bổ phủ hy vọng thời gian ngươi kiêm nhiệm tri châu Đăng Châu, mọi chuyện yên ổn, châu chính ngày một tốt đẹp, để bổn phủ nhìn bằng một đôi mắt khác mới được. Dạ, học trò quyết không để ân sư thất vọng đâu. Đại nhân, có thể khởi hành rồi. Chuyện khác muội không nói thêm nữa. Muội tin là huynh sẽ là một thông phán tốt, sẽ là trụ cột của triều đình sau này, quan phụ mẫu tốt của bá tánh. Đa tạ cô nương, ta không để cô nương thất vọng đâu. Lão quản gia. Triển cô nương. Thiếu gia nhà ông không đủ kinh nghiệm, ông nhớ giúp đỡ nha. Triển cô nương yên tâm, thiếu gia nhà lão không xảy ra vấn đề gì đâu. Cảm ơn ông. Vũ Trúc. Triển cô nương, Vũ Trúc còn được gặp lại cô nương không? Dĩ nhiên là còn rồi. Lúc thiếu gia nhà ngươi thành thân, ta nhất định sẽ đến. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau. Triển cô nương, lúc nào chúng tôi cũng hoan nghênh cô nương. Mọi người bảo trọng nha.
Người đâu? Thái sư. Chuẩn bị kiệu vào cung. Dạ. Cái gì? Bao đại nhân giết Trình Nguyên rồi sao? Đúng vậy. Cha đã cầu xin hắn đau hạ lưu nhân, nhưng mà hắn vẫn không có chịu. Nhưng hoàng thượng đã hứa với con rồi, đã hạ thánh chỉ rồi mà. Cha nói với hắn rồi, hoàng thượng đã hạ chỉ không cho hắn xử Trình Nguyên, kêu hắn đợi thánh chỉ. Nhưng mà hắn còn xử tử Trình Nguyên ngay lập tức. Nếu hắn đã có ý kháng chỉ, cha cũng không thể ngăn cản. Hắn quá ngang ngược. Chẳng lẽ hắn không biết Trình Nguyên là biểu ca của con sao? Dĩ nhiên hắn biết, nhưng mà... Nhưng thế nào? Ê, con à, con không biết thì thôi vậy. Cha, có gì mà không nói được. Con rất muốn biết bao chuẩn thật ra là có ý gì. Ờ, được rồi, xem ra cha không nói không được rồi. Thật ra bao chứng cho là người của bàn gia chúng ta dễ vào chuyện được hoàng thượng ân sủng mà làm chuyện sai quấy. Cái gì? À, con à, thôi đi. Bao chứng được hoàng thượng trọng dụng, không những đại thiên tuần thú, hơn nữa còn có quyền tiền trảm hậu tấu. Người của bàn gia chúng ta đâu không có lại hắn đâu. Con gái à, nhịn hắn đi. Tại sao con phải nhịn? Tại sao bàn gia phải cho hắn ăn hiếp? Cha, bây giờ con sẽ đi diện kiến hoàng thượng, mời hoàng thượng làm chủ cho chúng ta. À, không 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 không, tuyệt đối không được làm vậy. Nếu bây giờ con bẩm báo với hoàng thượng, nhất định đắc tội với bao chứng, hậu quả khó mà lường trước được. Con không tin hoàng thượng sẽ binh vực hắn. Con gái nè, con gái, con gái, con gái. Xin hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp. Ái phi, mau đứng dậy đi. Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng thượng, bao đại nhân xử trảm Trình Nguyên rồi. Cái gì? Chẳng lẽ khanh ấy không nhận được ý chỉ của trẫm? Hồi hoàng thượng, lão thần đã dùng thẻ bài chữ vàng khi quân tình khẩn cấp để gửi đến Đăng Châu. Bao đại nhân nên nhận được thánh chỉ mới đúng. Bao đại nhân nghe nói hoàng thượng hạ chỉ cứu Trình Nguyên, cố tình cho thỉnh trảm đao, vội vã chém đầu Trình Nguyên trước khi thánh chỉ đến nơi. Thật ra ông ấy có ý chống lại ý chỉ của hoàng thượng. Sao lại như vậy? Bao chẩn dám to gan như vậy sao? À, xin hoàng thượng bất giận. Bao đại nhân một mực trung thành, tuyệt đối không kháng chỉ bất tuân. Có lẽ là trước khi xử tử Trình Nguyên, sau khi thánh chỉ đến nơi thì đã muộn mất rồi. Hoàng thượng, cha của thần thiếp bàn thái sư cố tình đến Đăng Châu nói chuyện hoàng thượng đã hạ ý chỉ với bao đại nhân. Nào ngờ ông ấy cũng không nghe, trái lại còn lập tức xử trảm Trình Nguyên. Xưa nay bao chuẩn luôn bất hòa với thái sư, đây rõ ràng là trả thù riêng. Hoàng thượng, xưa nay bao đại nhân đều công chính vô tư, tuyệt đối không vì tư mà quên công. Xin hoàng thượng minh xét. Hoàng thượng, thần thiếp chẳng qua chỉ muốn nói hết ấm ức ở trong lòng với hoàng thượng. Thật ra thần thiếp chịu chút ấm ức cũng không sao cả. Bao đại nhân là trọng thần triều đình, dĩ nhiên là phải lấy chuyện quân thần hòa thuận làm trọng. Chuyện này thần thiếp không dám nhắc đến nữa. Không được, dù nàng không nói, trẫm cũng không thể để cho khanh ấy ăn hiếp ái phi được. Dương thừa tướng, có thần, truyền ý chỉ của trẫm, kêu bao chuẩn lập tức hội kinh gặp trẫm. Thần tuân chỉ.
Đại nhân vẫn cảm thấy bất an về chuyện hồi kinh, có phải vậy không? Cái chết của Trịnh Nguyên nhất định sẽ làm cho bản thái sư không yên tâm. Nếu như ông ấy tác động bản quý phi, buông lời sạp ngôn với hoàng thượng. Đại nhân, tha tội nhiều chuyện cho học trò. Đại nhân đến Đăng Châu để xét xử vụ án thông phán là ý chỉ của hoàng thượng. Bây giờ sự thật đã sáng tỏ, xử trí theo quốc pháp, làm sao hoàng thượng có thể trách phạt đại nhân được chứ? Công tôn tiên sinh không biết đâu. Đến Đăng Châu điều tra, tuy hoàng thượng phái đến, nhưng sự trảm Trình Nguyên lại không nằm trong kế hoạch ban đầu. Hoàng thượng hạ chỉ ngăn cản xét xử Trình Nguyên chính vì nguyên cơ này. Đại nhân lo lắng hoàng thượng vì điều này mà giáng tội sao? Không, trong bao năm qua thường vì tranh chấp lý lẽ mà xúc phạm hoàng thượng, bị hoàng thượng trách tội cách chức không biết bao nhiêu lần, nhưng bổn phủ không để ý đến. Bổn phủ sợ nếu như không thể đưa những quan viên đã nhận hối lộ của Lý Khôn ra trước pháp luật để cho họ tiêu diêu tự tại, bổn phủ không phải thẹn với chức trách sao? Đại nhân, cho đến bây giờ đại nhân vẫn còn bận tâm đến chuyện bảo vệ quốc pháp triều cương sao? Thực quân chi lộc, trung quân chi sự, về chuyện này bổn phủ làm sao có thể ngày đêm không ghi nhớ? Đại ca, bao đại nhân nóng lòng hội kinh để làm gì? Kinh thành có chuyện gấp sao? Huynh không biết, hình như là gấp lắm, chúng ta không tiện hỏi. Như vậy có giống tác phong của bao đại nhân không? Sau khi ngài rời khỏi Đăng Châu, lúc nào cũng buồn bã, hình như có tâm sự. Chúng ta qua hỏi ông ấy đi. Triển Dân. Hả? Không thích hợp đâu. Vậy chúng ta hỏi Công Tôn tiên sinh chắc là được chứ? Chuyện là như vậy đó. Đại nhân bảo ta nói với hai người để hai người có chuẩn bị tâm lý. Thì ra là vậy. Hèn chi thế đại nhân có tâm sự trùng trùng. Nếu hoàng thượng tin lời sàm ngôn, muội sẽ... Triển Dân, chuyện trong triều đình muội không hiểu đâu, đừng nên nói bậy. Được rồi, mọi người đừng nóng ruột nữa. Ta tin rằng đại nhân đã có đối sách, sau khi hồi kinh mới tính đi. Thái sư, bao đại nhân hồi kinh rồi. Về đúng lúc lắm. Ta chờ xem hắn ăn nói với hoàng thượng như thế nào. Bao đại nhân trên đường vất vả rồi. Bao chuẩn vừa hồi kinh thì tướng gia đã đến viên rồi. Thật sự bao chuẩn không dám nhận. Lão phu đến đây thăm đại nhân tất nhiên là vì lâu ngày không gặp. Nhưng còn có một việc lão phu không thể không đến. Mời tương gia nói. Hoàng thượng muốn bao đại nhân vừa về đến kinh thành thì hãy vào cung diện thánh ngài. Bao chứng đang định bẩm tấu với hoàng thượng về chuyện phụng chỉ Đăng Châu điều tra vụ án thông phan đột tử. Thật ra phải lập tức vào cung diện thánh. Bao đại nhân vẫn phải có sự chuẩn bị trước để tránh khi gặp hoàng thượng. Y tương gia muốn nói về cái chết của Trình Nguyên, hoàng thượng đang rất giận dữ. Chắc là bà nương nương đã nói điều gì đó với hoàng thượng rồi. Không sai chút nào. Bao đại nhân,
Rõ ràng đại nhân đã biết quan hệ giữa Trình Nguyên với cha con nương nương, tại sao lại còn muốn đắc tội với họ? Trương gia, xưa nay Bao Chẩn không hề có ý đắc tội với ai, và lại cũng không sợ đắc tội với ai. Hoàng thượng còn triệu cả Bàn Thái Sư để cùng vào cung, e rằng sẽ giáp mặt đối chất với đại nhân. Như vậy cũng tốt. Bao Chẩn đang có chuyện quan trọng muốn bẩm tâu với hoàng thượng. Thần Bao Chẩn khâu kiên hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, ta vạn tuế. Trẫm cố tình cho lui Tả Hữu, bốn quân thần chúng ta sẽ giáp mặt nói cho rõ chuyện này. Bao Chẩn, có thật. Rõ ràng khanh biết trẫm đã hạ chỉ không cho phép khanh xét xử Trình Nguyên, tại sao khanh lại không nghe? Chẳng lẽ khanh dám kháng chỉ sao? Thôi hoàng thượng, trong lúc thần xét hỏi xử trảm Trình Nguyên, chưa nhận được thanh chỉ. Bao đại nhân, rõ ràng lão phu đã giáp mặt báo cho ông biết thanh chỉ sắp tới, nhưng mà ông lại không đếm xỉa tới. Đây không phải là có ý kháng chỉ thì là gì? Không sai. Trẫm muốn nghe khanh giải thích về chuyện này như thế nào. Hồi hoàng thượng, Bàn Thái Sư có chức vụ tam công, vừa không phải chuyên tư chuyên trách, càng không phải thái giám truyền chỉ. Bao Chẩn làm sao có thể xem lời nói của ông ấy như thanh chỉ được? Nếu ai nấy cũng có thể thay mặt truyền chỉ, không phải là thiên hạ sẽ đại loạn sao? Thế chế triều đình có còn nữa không? Khánh. À, hoàng thượng, Bao đại nhân nói rất là đúng. Cho dù là khẩu vụ của hoàng thượng cũng phải có người chuyên trách, không phải ai cũng có thể thay mặt truyền chỉ. Cho dù là vậy, rõ ràng khanh đã biết Trình Nguyên là thân quyến của Bàn Quý Phi, chẳng lẽ không thể tạm quản hành hình sao? Hoàng thượng, thật ra Bao đại nhân không nghĩ đến sĩ diện của nương nương. Không sai, Thái sư nói không sai. Bao Chẩn lúc đó thật sự không nghĩ đến nương nương. Bao Chẩn. À, hoàng thượng à, chắc là Bao đại nhân không có ý này đâu. Xin hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng, thần phụng chỉ xuất kinh đại thiên tuần thú, trong lúc ở Đăng Châu, Tri Châu Đăng Châu Trình Nguyên là người xem thường quốc pháp, tàn hại ba tánh, không nhìn thấy thân quyến của bất cứ ai. Trong mắt Bao Chẩn, nếu hoàng thân quốc thích, có thể thoát tội miễn trách. Hoàng thượng cần Bao Chẩn để làm gì? Triều đình đại tông cần quốc pháp làm gì? Nếu quả thật là như vậy, Bao Chẩn sẽ lập tức từ quan quy ẩn, rời xa triều chính, để tránh cản trở thân nguyên hoàng gia. Trẫm không phải có ý binh vực. Chẳng lẽ Trình Nguyên kia thật sự đã phạm phải tội không thể tha được sao? Chẳng lẽ không thể phán thành tội khác để hắn hối cải à? Hồi bẩm hoàng thượng, tội Trình Nguyên phạm phải không phải Bao Chẩn xử nặng, mà là tội hắn không thể tha thứ. Chỉ là nếu dựa vào lời nói của Bao Chẩn, e rằng thái sư không phục. Không sai, Bao Chẩn đúng là không thể thoát khỏi hiểm nghi trả thù riêng. Với Bao Chẩn không có tư thù để nói. Hiện có tâu chương của Thông Phan Đăng Châu Đường Chân, hoàng thượng khâm phai. Những điều tai nghe mắt thấy ở Đăng Châu đều ghi chép trong này. Mời hoàng thượng ngự lãm tự bình. Tiên sinh, Bao đại nhân vào cung có bị hoàng thượng giáng tội không? Khó nói lắm. Điều này phải xem hoàng thượng nói lý lẽ hay là vì tình riêng.
Nếu như hoàng thượng không vì tình riêng, tại sao ông ấy lại hạ thánh chỉ không nên có? Đúng rồi, nếu như người có quan hệ họ hàng với hoàng thượng đều có đặc quyền, còn cần quốc pháp sao? Để cho hoàng gia quản lý mọi chuyện, văn võ trong triều đều có thể về nhà dưỡng già rồi. Nè, Công Tôn tiên sinh, nói bao đại nhân đừng làm nữa, cáo lão hồi hương còn thanh thản hơn. Công Tôn tiên sinh, chuyện này e rằng cả thuộc hạ cũng không thể chấp nhận được. Chẳng lẽ phải đợi đại nhân bị hoàng thượng cách chức rồi mới nói sao? Không, vì hoàng thượng sủng ái quý phi mà khó tránh được chuyện bên vực. Nhưng hoàng thượng lại không phải là hôn quân. Ta tin ông ấy sẽ nói lý lẽ, và ta cũng tin bao đại nhân sẽ bình an vô sự. Trình Nguyên này thật sự to gan, hắn thật sự đáng chết. Hoàng thượng, Ban Cát, khanh kêu quý phi khóc than với trẫm để trẫm hạ một đạo thánh chỉ không nên hạ. Nếu người ở Đằng Châu không phải là Bao Khanh, khanh đã để trẫm trở thành một hôn quân không hiểu lý lẽ rồi. Thần, thần tội đáng muôn chết. May là Bao Khanh kiên quyết, trẫm mới không gây ra sai lầm lớn. Khanh còn không mau xin lỗi bao đại nhân đi. Điều này sao hả? Khanh không chịu sao? Lão thần không dám, lão thần tuân chỉ. Bao đại nhân, lão phu, lão phu thái sư nông lòng bảo vệ cháu, không thể trách. Bao chuẩn chấp pháp hành sự, mong thái sư hãy tỏ thông cảm. Lão, lão phu, hay gì có thể bỏ qua chuyện trước đây, đúng là đáng để chúc mừng. Khoan đã, trong tấu chương của Đường Chân có đề cập tình hình Đường Chân đã từng bẩm báo kinh thành nhiều lần, nhưng lại như đá rơi xuống biển, như vậy là thế nào? Hồi bẩm hoàng thượng, đây cũng là nguyên nhân khiến Bao Chuẩn phải hồi kinh gấp. Giang Thương Ly Khôn thường xuyên hối lộ mười mấy đại thần trong triều, chính họ là những người che giấu tình hình của Đăng Châu. Có chuyện này sao? Có biết họ là ai hay không? Trong sổ sách tìm thấy trong tiền trang ghi chép rõ ràng họ tên số quan viên đó. Bao Chuẩn định thỉnh chỉ bắt họ quy án. Bọn tham quan này, làm sao trẫm có thể để cho họ tiếp tục gây tội ác trong triều chứ? Bao Khanh nghe chỉ. Thần Bao Chuẩn tiếp chỉ. Trẫm lệnh cho Khanh làm chuyên trách thanh tra quan viên có liên quan, các bộ trong triều tùy Khanh điều động, xét xử cho sớm, trừng trị theo quốc pháp. Thần tuân chỉ. Truyền phạm nhân, giải phạm nhân.